Wow, đúng là lúc đẹp như lời đồn đó mấy nay à. Đồn cái gì? Đồn vải lẹp. Thì từ sau khi tôi mở full 17 cái skin của Hồng Pha Lê cùng với đó là hai cái trang phục hàng hiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi lúc Hồng Pha Lê nha. trải nghiệm cho anh em xem. Mà anh em nào muốn xem clip mà tôi mở hao tổn nó mấy củ mấy chục củ đó thì anh em có thể vào kênh Phú Tốc Chiến hoặc là Phú Kỹ Lăng để mà xem nha. Thank you anh em. Và anh em nào đang xem clip có cần ạc với skill tốc chiến thì tôi có nha anh em ơi. Và một số lời muốn nhắn nhủ với những khứa không thích tôi. Xem được thì xem, không xem được thì cút. Oh yeah 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 yeah. Và đó là một cái chói trúng đến từ vị trí của tôi. Ulti quá đẹp anh em à. Làm sao có thể trốn thoát được đây khi mà tôi ném cho em nó một cái thiêu đốt sát tương chuẩn, rồi quay lại chạm vào bờ môi hồng hào của Twitter nè. Ai chà, đơn giản đó là một sự chiếm có nói đến từ vị trí của Twitter nè. À, thờ rét không về anh em à. Chắc còn muốn kiếm thêm. Đó, chính xác là một cái combo cơ bản chiêu 2 chiêu 1 khiến cho tôi lấy được một cái double kill. À, yes sir, yes sir. Và đây là tình huống tôi cùng với người đồng đội của mình đang đẩy trụ kịch liệt trước cái sự bất lực của em thờ rét. Kéo thiệt là trúng. Trúng tới nỗi tôi phải muốn trốn. Trốn cái gì? Trốn cái lùng. Và rồi anh em cũng có thể thấy được là SB và AD bên kia không thể chiếm được trái tim của tôi và SB. Ủa lộn, của tôi và AD. Ê chà, ăn nhiều quá tưởng mình AD không nghe. Thở bây giờ tem địch đánh rất khó chịu anh em à. Cùng với đó là tem đang lục đục xào xáo rất nhiều. Tiết lộ cho anh em biết luôn thì đây là một cái trận gọi là kèo vô cùng cực. Đối với tôi nó gọi là một bát quái trận đồ không tường xứng. Ây da, cái thằng khứa này đang bắn ulti mà nó kiếm chuyện với tôi anh em à. Đó là chói thành công đến từ vị trí của tôi. Và tôi cũng tóc biến đi được nữa. Nhưng mà nếu như thằng Chitana chạm vào tôi trước thì mọi thứ nó đã đẹp hơn rồi. Ai cha, ghê Vinh hai. Quay cha, ghê Vinh hai. Quay cha. Chịu rồi chứ biết sao vậy. Le xin đến không kịp anh em à. Câu kéo căng kê như gì. Câu kéo để mà đợi Lexin, nhưng mà Lexin lại đến không kịp. Từ đó thêm tôi bắt đầu chiến dịch Play Together. Đó là ulti đến từ vị trí của Lexin. Tôi thì trói thành công em thờ Red ở trong trụ. Và đó là một pha 3v1 ulti thành công lấy đi mạng của thờ Red. Yes sir, Play Together, chơi cùng nhau, chơi cùng nhau. Ủa phải không? À hình như vậy đó. Rồi ôi, nhảy nhót lung tung với chúng tôi này. Về cha, thấy chính xác chưa anh em? Mặc dù là chuẩn xác như vậy rồi nhưng mà tôi vẫn chưa kéo được tem lên nha anh em ơi. Cái gì đây? Làm sao anh em trông chờ cái gì ở một thằng SB như tôi chứ ạ? Quầy chà, tôi đâu có lướt ra rồi chăn chói các kiểu pentakill được đâu. Cơ mà điều mà tôi có thể làm là tỉa những cái thằng hết máu như thế này đây. Yes, nãy giờ tôi tỉa là mấy thằng rồi đó mấy nay à. Còn cái sốc thật sự chưa? Cũng sốc thật sự lắm rồi đó. Nhưng mà chưa đâu, bây giờ tôi lên được cái ngọc vô cực nữa thì cuộc sống của mấy thằng bên kia bắt đầu khó chịu vô cùng rồi. Mặc dù là tay bên kia đang chiếm thế thượng phong. Chà, hay là tự nhiên có skin cái nó đánh hay lên, nó đánh mạnh hơn vậy ta. Wow, không lẽ tăng phần trăm sát thương nữa sao? Anh chắc lúc này đã muốn gia chạm cực mạnh với Katarina của tôi. Nhưng đó là một cái ulti 755 phép khiến cho anh Jack phải lâm vào trạng thái tệ nại. Mặc dù anh ấy bị như vậy nhưng mà ảnh vẫn là top 4 người tôi luôn tin tưởng nha mấy nay. Sao mà hết cái lòng tin mãnh liệt đó được. Yes sir, yes sir. Và trong tình huống hiện tại anh em cũng có thể thấy là tem tôi cùng với tem địch đang muốn giao tranh cực mạnh. Đó là ulti đến từ vị trí của tôi. Rẻ không nhiều máu lắm. Nhưng mà hy vọng là anh em có thể có cho mình nhiều lợi thế để chiến thắng. Hàng khớ đó mày dẫn mặt với anh đó hả? Anh ném một cái chiêu là double kill luôn bây giờ đó. Wow, tỷ số lúc này hai bên thiệt là so beautiful nha. 18-30 anh em à. Nhưng mà không sao, tên bên kia vẫn chưa đẩy vào trong được. Anh Zack thì anh quẩy, anh làm sương sương thôi. Anh làm sương sương cái double kill. Nhá nhẹ cái ulti xuống coi. Wow, thiệt là ăn ba Renaissance hả mấy nay. Thôi được rồi, tôi đã đủ tiền để lên một cái mũ phù thủy rồi. Và một khi phù thủy mà đội thêm được cái mũ phù thủy nữa nó sẽ như thế nào. À đó, phù thủy thì lớp nó không hợp lý lắm anh em nhờ. Chúng ta sẽ nói nó là cái gì. Ánh sáng The Messiah. Và rồi cái ngày mà tem bên kia bắt đầu ăn ba rình Naso cũng đến. Đó là ulti đến từ vị trí của tôi. Nhưng mà vẫn không cướp được ba rình. Rồi bên họ đã tiến công cực mạnh khiến cho tôi phải ra đi bởi cái con rồng ngàn tuổi. Ai chà. Và tem tôi lúc này chỉ còn hai người mà thôi. Đó chính là Katarina cùng với Lucian.
Vậy thì hai cái con người này có thể kiểm soát được cái lượng sát thương bên kia gây ra cho mình hay không? Có ngăn cản được một cái sự tiến công mạnh mẽ đến từ vị trí tem bên kia hay không? Ai cha, Lucian ăn cái ulti của Ezreal cũng đã phải nằm xuống rồi. Nếu như mà anh em cảm thấy lúc này nó vô cùng tuyệt vọng thì đừng lo, tôi cũng vậy. Nhưng cho đến khi tôi xuất hiện và tôi đẩy một cái công sẽ là bộ cái ánh sáng The Messiah ra, không gây sát thương lên cái gì quá nhiều, nhưng đó là một sự khiếp sợ đối với tem bên kia. Khỏi chơi khe, và bây giờ tôi cùng với những người đồng đội của mình cố gắng để mà giữ trụ mà thôi. Biết vậy chứ sao giờ, bắt lẻ được ai thì bắt. Đó là một cái ulti đẹp đến từ vị trí của Lexie, lấy được mạng của Kindred rồi. Tôi ném một cái chói 1000 phép khiến cho top 4 người luôn tin tưởng của tôi đã phải ra đi. Và bây giờ nếu như 5v3 thì cái tỷ lệ thắng nó là rất cao anh em à. Dạ sơ, đó quả thật là một sự trỗi dậy mà chúng ta đang tìm kiếm. Sau khi đẩy được 4 người như vậy, team tôi đã vào trong khu vực Baron Azor rồi, còn tôi với cái nhiệm vụ là giữ nhà đang farm lính kịch liệt anh em à. Ai chà, sát thương phép vô cùng gọi là mạnh mẽ. Ok, sao vương miện la mặt nhà đỏ đầy. Và bây giờ tôi cùng với những người đồng đội của mình đang có một cuộc đảo chính và lắc kèo vô cùng căng cọt với cái tỷ số hai bên là 28-41. Ăn mạng nhiều chưa chắc đã thắng đâu anh em mà. Yes sir. Lính đường trên thì đang rất là cao, còn MF Real này cũng cao nữa. Cái gì cao? Cái lòng tự trọng của em quá cao, cái tôi của em quá cao. Nhân dịp chúng ta đang có TH thì đẩy đường là hợp lý quá anh em mà. Và bây giờ tôi chỉ cần ném một cái kỹ năng trói mà dính vào một thằng nào đó thôi là chắc chắn nó sẽ đi. Dạ sơ, chạy với chúng tôi à. Dạ, một cái thiên thạch bí ẩn khiến cho em nó phải ra đi anh em à. Và Zack cũng vậy. Đó, chính xác hiện tại đó là một pha 4v2. Và còn ai? Còn Thread với còn ai? Còn ai đâu? Không ai có thể cứu rỗi được cái tem này cả, cho nên là mình tính bằng không. Và chắc chắn đó là một cái win dành cho tôi rồi anh em à. Yes. Và anh em thích video, nhớ để lại cho tôi một đăng ký và một follow nha. So, thank you.